Ngày hôm nay, buổi quyết tâm của chúng ta sẽ có một sự thay đổi lớn. Tôi cần 5 bạn rank Immortal đổ lên, hoặc là Ascendant 3 đổ lên mùa trước và mùa này. Cần 5 bạn đồng sắt đổ xuống cho thầy. Alo alo, mọi người nhá, bây giờ này, đây sẽ là cuộc chiến 5 năm giữa anh em rank Ascendant Immortal và anh em sắt đồng bạc. Bây giờ nhá, anh em rank Ascendant và Immortal, anh em chỉ được sử dụng lục thôi. Lục là được đúng không? Lục là được, cứ lục là được. Không cần biết là mọi người như nào. Piston còn chiêu thức mọi người dùng thoải mái. Nào. Úi giời, tự tin thế nhở. Ô, lựa chọn đánh con CC này. Xem mà I love you sẽ có bao nhiêu mạng đây. Moto bắn nó khác, bắn serif nó nhẹ luôn. Úi dồi, nhưng mà đồng quá. Hay ơi, xong rồi à? Cố lên rank đồng ơi à? Ui 61 người cổ vũ rank đồng à? Ui giời ơi, quỷ anh em ơi, quỷ rồi. Ui cầm mỗi serif tôi hành hạ mấy bạn rank đồng ạ. Chủ động đẩy xe long cũng đến được với dẹt nữa. Ai nhưng mà lại bị tí hai bu kê trước. Úi dồi ôi, dẹt bên kia bắn lỗi kìa. Nào, đi qua smoke hay không đây, đi qua tường hay không đây. Tường đã được hạ, có ngay một mạng. Có hai mạng. Ui dồi ôi. Nhưng mà cái tường này tường của ông nào ấy nhỉ? Bên bạn đồng này bom rồi, cái quả tường đấy. Ê ơi, là quả tường ma, quả tường quỷ. Bắn rất chủ động đẩy khi biết rằng là bên kia là những bạn rank thấp hơn, nên là mấy bạn này là có một cái sự di chuyển là vô cùng chủ động. Một quả tường kẻ chia cắt vầng trăng. Một quả tường này tôi đánh giá là quả tường này nó không được các bạn nhá. Ui dồi ôi, tường này thì kê sau kiểu gì à các bạn ơi. Ui dồi ôi, cô ô hợp. Ui dồi ôi. Mẹ mày, quả tường ô hợp ạ. Dã man, đặt quả tường kẻ Viper chống mặt quá. Mày, quả tường đấy kẻ dạn cây đằng sau luôn các bạn ạ. Thế là thôi, Chamber cứ đi sau móc thôi. Rồi rồi, một người móc sau, hai người chết rồi. Hay quá mấy anh bạn đồng ơi. I've got your trail. Ultimate được thả ra, bom say xe đã được quét vào, có trên tay khẩu serif. Old Man có mấy mạng đây. Ôi không chết được. Thôi xong rồi, bom đã được đặt như sofa, lại là bom say B. Bom được đặt như sofa, đứng ở bom say B. Thôi xong rồi, liệu có biết hay không đây. Để gỡ rồi, chắc chắn là gỡ rồi. Úi giời ơi, ông dẹt bắn quỷ thật sự luôn đấy. Ông dẹt bắn quỷ nhờ. Dẹt cho mình 12 mạng. Hai lần nằm xuống, 12 mạng. Đây là 3 người back về A rồi. Một mạng này. Mấy ông này chơi game bằng loa à? Chết rồi, học rồi. Mấy ông này chơi game bằng loa này các bạn ơi. Học rồi. Nhìn sợ thật sự luôn, có ultimate bây giờ, bật ultimate lên. Phải bật ultimate lên. Không là bỏ mẹ. Đây đúng rồi, bật ultimate lên rồi. Liệu có check hay không đây? Không check rồi, Immortal này không check bên phải rồi. Hay quá. Đừng bảo class được nhé. Tôi búp cho một bạn, để một bạn đây bán đi mua súng cho mọi người. Nào, chúng hay không đây? Đừng khinh thường các bạn đồng. Quá nhiều tiếng lộ ra. Nào, Dron phát hiện ra một người. Bắn cả người cả Dron luôn ạ. Úi dồi ôi, đỡ là sao được đây.
bắn cả người cả đòn luôn. Ủa, xong rồi, kết thúc rồi. Bạn Chamber này bắn khiếp thật sự luôn. Không, vàng bạc thì nó hơi bị đấy anh em ạ. Vàng bạc nó. Tôi đang suy nghĩ để xem đã. Ui giời ơi. Bắn lỗi này. Ê, chúng ta thử focus cái ông Dẹt này cho xem ông Dẹt bắn nào nhé. Tôi thấy ông Dẹt này bắn hơi quỷ đấy. Rồi. Quá ngợp rồi, tỷ số là 8-0. Bây giờ mình xem ông Dẹt này bắn thế nào này. Ông Dẹt này bắn quỷ lắm. Úi dồi ôi, móc trong móc này. Úi dồi ôi, móc trong móc này làm sao mà biết đâu được. Làm sao mà biết đâu được. Đó, bây giờ Kaio này. Kaio không biết là có người móc. Nào, tình huống bây giờ là 2v3. Chúng ta xem là 2v3 này sẽ xử lý nào đây. Một mạng, hai mạng. Ôi trời ơi, định ăn tươi nuốt sống à? Không được đâu. Định ăn tươi nuốt sống bạn Zova có đến từ Dẹt ạ. Không được đâu. Hơi ẩu nhá, Dẹt bắn này hơi ẩu nhá. Tôi nghĩ đây là một tình huống comeback. Tỷ số sẽ là 8-4 dành cho bé team của các bạn là Ranh Đồng. Rõ ràng, anh em ở đây tin. Nếu anh em ở đây tin rằng là các bạn Ranh Đồng sẽ giành chiến thắng. Sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Cho mình phím 1. Nghe tiếng rồi. Sao tí 2 bu rồi, tí 2 bu, liệu chết hay không? Hay, ui dồi ôi, bắn kẹt thế, đỗ là sao đây? One enemy remaining. Flawless. Này. Ôi ông mèn có một mạng rồi. Được, xem dẹt. Được rồi, dẹt di chuyển đẹp này. Đi qua smoke này. Nhìn thấy bao nhiêu người đây. Bao nhiêu người. Ui, smoke đây. Smoke gì đây. Ui, móc ban được một mạng này. Quả đấy phải tôi cho bình tĩnh nhá. Tôi đi sau. Tôi hòa mình vào team các bạn đồng luôn. Sau tôi làm một phát 4 mạng. Không có nhiều. Ôi đời. Ui dồi ôi, cẩn thận thế. Ê ôi. Bế tắc rồi, giờ bế tắc. Biết đi đâu rồi. Ui dồi ôi, hoảng loạn. Bắn trong ngợp luôn mà. Ui mấy bạn đánh đồng bắn trong ngợp luôn mà. Dã man thật sự luôn. Di chuyển là có biết hay không đây. Chà mơ. Ui giời, ném dao. Thôi xong rồi, Dẹt chết rồi. Bây giờ Chamber di chuyển. Rất nhiều tiếng rồi, phát hiện rất nhiều tiếng. Chắc chắn biết là Long Đông rồi. Ơi. Bất lực toàn tập cho đến với các bạn Danh Đồng. Dù trên tay. Đây tôi phải bút cho mấy bạn này. Cầm phát đồ xem. Chứ cầm lục cái khác gì thua luôn đâu. Có cho mình khẩu operator nhưng mà kêu góc vô cùng rộng. Góc này là góc gọi thôi là cả người luôn này. Ơ, đang kêu mà tự dưng cái smoke này. Ơ kìa. Để mẹ ông Brim này phá bạc thôi. Hỏng này nhập. Spike down mid. Cảm ơn Nguyên nhỉ, ông Nguyên nhá. Em xin một ghế game sau thầy ơi. Hết 3S thăng NO. Bom đã được đặt. Tình huống bây giờ là 3v4. Không được rồi, hay quá. Hay. Đừng. Gỡ bom rồi. Ôi. Ui hay. CS của Du đã lên kèo 5.000 đồng. Cảm ơn CS một Du nhá, cảm ơn Minh nhá. Em đoành bạc muốn custom được không anh. Em bạc 1. Cảm ơn Minh nhá, cảm ơn CS một Du nhá. Ok, cảm ơn mọi người nhá, đây rồi. Comeback is real. Comeback is real. Rõ ràng cái tình huống này không là comeback thì khi nào comeback nữa. Ê mà bây giờ tôi làm cái tầm tôi cho các bạn đi thử lửa cái này hay nhỉ. Kiểu cho mấy bạn rank đồng xong rồi gặp mấy bạn rank immortal xong rồi đưa ra mấy cái thử thách bắn súng ấy để xem các bạn bắn thế nào. Hay ấy, tôi nghĩ là mấy cái tầm này nó sẽ hay hơn là cái tầm nó kiểu là 5v5 bình thường. Thì thi thoảng thôi, cứ tầm 5v5 bình thường là thi thoảng thôi.
lựa chọn cho mình, đánh cho mình bom xe B. Bom xe B có một bình Brimstone. Brimstone bao nhiêu mạng ở đây? Có biết người bay lên được không? Một mạng cho Brimstone, hai mạng Brimstone. Úi giời ơi, bắn tùm lum có cho mình hai mạng rồi. Sixteen 5078 vang hai. Úi giời ơi, nó khét lẹt luôn mà. Bắn tùm lum bắn cho mình hai mạng, tình huống là 5 vết ra 3, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng ta lại thấy không, tình huống thành về 2 vết 1. Bật lợi rất nhiều dành cho phía team đội đồng. Bom CB hỗn loạn. Viper, người đang có một cái tâm lau sàn rất sạch, sẽ xử lý thế nào trong tình huống này đây? Ôi trời ơi, vào gỡ luôn. Khó nhờ, khó nhờ. Tôi sẽ búp thêm cho anh em 5.000 tiền thôi mà. Ui, đánh bom xe à. Bật ulti, bật ulti, bật ulti, bật ulti, bật ulti, bật ulti. Thôi, bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi, bật ulti chậm thế. Tôi góc tầm. Hay quá, bắn cùng luôn có cho mình hai mạng rồi. Úi giời ơi, bết quả đỉnh thế nhở. Ê ơi, bết quả đỉnh trước kìa. Mê, cách anh em đi Immortal thủ tai. Tôi xong. Attackers win. Cầm ngục vẫn cảm giác là nó hơi chuẩn. Vãi đái ạ, 24 mạng, 22 mạng.